quá trời luôn. Đó, hành tình bơ thấy không các bạn, thấy phụ nữ bơ ghê không? Đó. Đó. Để lấy rồi đó. Thấy chưa? Hành tình thấy ghê không? Hello. Ông ơi, chuẩn bị mấy mai ông đăng lên YouTube nè. Chuẩn bị cho lên TV hết. À, giờ là mình đầu ra hồ nha các bạn. Ông ơi, cảnh chiếc sông nước đi. Quá nhắm. Các bạn thấy không đó, kia là núi Đa Bia nha. Bí, ngồi im nha. Thấy chưa? Đó, bây giờ chuẩn bị sẵn sàng, màu chuẩn bị sẵn sàng rồi. Quật này là toàn là người ta nuôi tôm với cua thôi nha. Rất là êm luôn. Ở đây chắc quay xây luôn các bạn. Đó. Đây là chim cồng cọc là chúa, đây là đồng nghiệp nha. Đồng nghiệp chuẩn bị ăn nhậu. Nắng quá, nắng nhiệt hết, không thấy gì hết. Nói nhỏ các bạn là vận động viên đua thuyền từng đạt giải giải nhất nha các bạn. Mà năm 2024 thì đạt giải nhì. Giải nhất là 2023. Còn phụ nữ ra là giải nhất luôn. Chưa thi được nhất đâu. Đó. Kiều qua chơi. Xe đang đón cả nhà Việt Kiều qua chơi. À đó, thấy cái chân không ạ? Đó. Em, đây. Xe thì các bạn đang đón gia đình Việt Kiều ở bên Lào mới về. À, em, chị. À. Gia đình ảnh em dù rồi theo ông ơi. Đi đâu à? Vừa lấy ghẻ lên cho mèo ăn. Ê. Dưới này cua tôm rất là nhiều nha. Hành trình tới hồ rồi đó ha. Vua đâu? Là mình sẽ đi đặt cái lồng này được tôm cua cho các bạn xem nha. Mà sao lách qua lách. Nhiều đây là tí các bạn xem tôm cua vô. Còn cho ăn hủy cho gà ăn đi. Gãy á con, gãy á. Đây có hồng phúc là được có tớt nè. Đưa bà chỉ cho. Đó, giờ chuẩn bị thẻ nè. Chừng bách hết rồi đang sốt, tại sốt chưa thì không sốt được, không sốt nè. Sạch luôn rồi. Thì kéo không có chứ này vậy chưa?
mà ghé ha. Dịch tạm hết mà ghé nha. Đó, xong một cái. Không bảo mâu người cùng chung vô hay thiệt hay chưa? Rống nó đi nè. Chắc nó tầm sâu dữ không? Sâu chung cách đi cho vào dính. Xác đẹp bia luôn. Quá êm, quá đẹp. Giờ đây là thế đó, lần 2. Hồi to chưa? Hồi đi hồi xét bên chỗ ở không to chưa? Cả chỗ ở màu xấu. Coi coi chạy mấy cây. Còn nửa tiếng mình dỡ không? Mình dỡ. Do chuẩn bị là những cái món mà chuẩn bị là mình nhậu nha mọi người. Mình sẽ giới thiệu món đầu tiên đó là gà da cây. Đó, gà da cây. Tôi đút về trước. Đây. Đây, đút về trước. Đó, nập nhà mình nha. Đó. Gà da cây nha. Thấy chưa? À. Gà da cây. Tiếp tục nha, mình sẽ đi review các bạn xem nha. Đây là bánh mì. Còn đây là rau. Đây là gà hon. Đó. Còn đây không? Tôm là máu vớt lên luôn, vùng lớn hết trơn. Tôm nuôi hả? Ừ, thấy à, đây là tôm á. Rau xuống. Xúc lên, xúc lên. Có. Ừ. Đợi không? Xúc lên là có nhảy dịch. Rồi, tiếp tục món thứ hai. Cho mấy các bạn xem nha. Đó. Hồi đang nấu rồi. Mực nha. Đây, mực. Mực. Tí nữa là mình sẽ đi dỡ lờ là thôi, phê luôn. Thấy cái móng á, da cây mà. Nói mỏng không? Sao nó lâu chín vậy ta? À, còn nước là chín rồi á. Bảy luôn rồi, chín gì nữa. Giờ là mình đi dỡ lòng tôm nha.
nào lớn thì lấy, nhỏ mình chụp lại. Mất quá, nhỏ quá. To luôn. Thế lại nha, con lớn lớn nha. À. Ủa nhỏ nhỏ không à? Tôm đen quay bẹp. Ủa nó kẹp sức hết chứ. Nó vô nó kẹp sức hết. Giúp tay cá để đỡ càng. Một tí bữa nay nó xây rồi các bạn ơi. Cái nữa nha, còn cái nữa. Một bọc nữa không? Đây như mình chưa cắn ký đâu. Chưa cắn ký đâu. À, mai giờ mà lời được cho hai con à. Còn cho con nhỏ nhỏ mà. Đi cho gạch cho ta. Chưa. Chưa gạch nó còn nhỏ. Mướn nậu năm một hồn, năm một triệu á. Còn tí, tính triệu, còn tí. Mình làm ba công khối chứ. Còn tí. Mấy năm nào lấy ra mình lần. Còn mấy hồ kia, còn mấy hồ kia. Hồ lớn năm, à hồ dài sọc đấy là 5-4 triệu. Hồi nó còn ấy, còn nếu mà không ấy là tanh bành hết nữa. Đó, đây tiếp tục cái thứ hai nha, cái lồng thứ hai. Cua nhiều hả? Ui, cua nhiều quá. Còn có tôm chân tính hay sao đó? Ấy, cút tôm đây. Ui, được hai con to. Bò đâu rồi? Đâu. Đây. Thôi nó kịp á.
Ui. Ồ, tôi bị đánh to chưa? To hơn tôi giờ nãy mình vớt rồi. Nãy thím mà vớt mấy con mà thấy nhỏ. Quá vô kìa. Dục đi, nhỏ nhỏ dục đi. Còn nhiều hốt hết lắm. Không cho tôi chút vô, kêu vỏ ra trước à. Ồ, đâm tính này to, to hơn trên kia rồi. Cái bọn con sao cho nó để xuống hoài xe lớn ơi đẹp quá nè, muốn chú nha, muốn chú về. Quá trời luôn. Cái chưa? Dạ. Con cái được. Con cái được. Con cái được. Lấy con cái. Có tôm vô rồi có được nha. Đùa. Anh em nào sau này anh tôm là đặt tôm tư cho nè, là đặt tôm tư là xuống đây nha, tôm thì không thuốc không than luôn, cua không vậy đó, cua người ta là nào cọp gì nó cọp cộng dây cộng nhợ gì thù lù, cua đây là không có cọp dây hết á, mình bán đi mình đã cọp cọp dây chú không, cọp dây nhỏ còn mấy người cọp dây thù lù, quy quá trời nhiều luôn. Cô đây cũng loại chị nhiều thì có cưới không? Hả? Nhiều cô có cưới không? Có chưa? Đâu. Có. Có cưới á? Có không? Có nhiều mà. Không, mới kéo cho hai cái thôi mà. Mới kéo hai cái thôi chứ giờ nhậu thôi chứ. Thì có con tô vô số. Ai đang ai ăn tôm xuống luôn đặt đấy, có luôn đấy. Ai ăn đặt rồi. Này, như tôm này ai ăn đặt nha. Siêu to nha. Xài 200 á. Xài đây 200 ngàn ký á. Nếu mà con đây mà có hai cây nữa người ta giống càng xanh quá. Ủa mình nhớ vậy nó vô nó kẹp đúng không? Nó vô nó kẹp con tôm hết rồi. Nếu mình đợi lâu nó kẹp sức đeo sức đuôi hết trong đó quá. Ừ, bữa thấy bữa nào con nó còn 2 ký hơn 1 ký nữa. Yeah.
Giờ là bắt đầu hành trình ăn nhậu này. Luộc hết. Bụi gì hết? Luộc hết đi cho đỡ chi. Đâu hết. Hành trình ăn nhậu này á. Hết. Còn mấy con tôm này gì mà. Đi cái đó đi. Luộc khô trước đi xong rồi tôm luộc sau. Nó kẹp, kẹp sợ đấy thì vô nhiều nó kẹp. Tôm đi nè, bê con nha. 200 mấy con 100 luôn. Anh em nào mà anh tôm cỡ đây này. À, cứ liên hệ, tôi là 250.000 ký liên hệ. Mà đặc biệt, đặc biệt không không bán chịu nha. Bà theo bà chết này kia đi. Đi chọn tí đi. Vô cục giếng. Muốn đi nè thịt chó không? Thở đi về bên kia. Mà sao con kìa đi không? Sáng sáng thấy là đẹp mà sao không 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 đỡ nuôi không? Nó đéo dữ không? Cái cổ nó không cái. Sáng bắt mà nó đeo đé, đeo điếc thì đâu sợ. Cô co. Thơm mày, thơm không? Nhất cái nách. Bà con ơi, vô đây mà xem. Ngon. Bị con miếng ăn nữa không? Không ăn nữa thì dụ em cho mời Dương ăn. Tôi nè, mà chưa bán lần đây, ăn lần đầu tiên đây. Tôi xì lọc ra cho mấy bạn xem. Đây là cô của anh đầu tiên hả? Cô cũng... đây là nuôi nhưng mà ăn đầu tiên chưa bán nha. Hôm nay tôi sẽ review tôi là xì lọc ra đây. Trước hết là tách cái đi, tách cái này ra. Gỡ cái này ra, dù nóng quá. Yeah. Rất là nóng nha. Đây, nhìn gạch nó đây. Chưa gạch. Hấp miếng ăn. Wow, sman tan. Ngon. Đéo. Qua biếu. Để cho nó ngon rồi cho đấy, em sẽ đeo. Lấy cái ăn. Cảm giác anh cành cua như thế nào? Cành cua nó rất là ngon, nó rất là ngon. Chấm nước sốt. Anh em thì thấy sao anh ở trên đó ôm chai nước luôn rồi. Trời ơi cái này đừng bỏ giỏ ra đi nè con. Một cái chén đồ ăn. Để không? Ngon quá. Rồi, em yêu. Anh đừng ăn mưa. Không à. Này dì nóng có bò vô đây mà sợ. Rồi ăn đi. Lấy kêu hết ra. Ờ. Bánh. Lấy kêu kêu được hết. Đúng. Trời cái lấy không quá kiếm đi nhỉ. Giờ là không mệt rồi. Thợ nấu quạt không không ăn nữa. Mà. Mày rớt ngon nè em. Khui bia. Đậu chị máu quá. Ăn đi. Đổ quanh cho đem bạn đi. Chiêm. Đưa chén nữa. Chiếu chén không? Ừ. Đây. Con cần quắt chén đâu? Cũ cần. Ông bê chén bê đây, ông bê có đũa không? Bia đũa chưa? Bia ăn gì đâu đũa. Đâu đâu. Ừ. Rồi đá trứng hành. Cuốn lá mơ vô. Giúp. Ai cắn con. Nè, ngon không? Lá mơ nè. Giấu quá biết. Tập trung ăn cái à.